tròn 100 ngày mất của mẹ, Ngọc Sơn làm điều ý nghĩa để tưởng nhớ thân mẫu. Để tưởng nhớ thân mẫu, Ngọc Sơn mới đây đã có hành động đặc biệt trong dịp tròn 100 ngày qua đời của đấng sinh thành. Ngọc Sơn là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng phát hùng hậu. Bên cạnh con đường ca hát, anh còn được biết đến là người con đại hiếu kỳ luôn yêu thương và dành tình cảm lớn cho đấng sinh thành. Bởi thế nên biến cố mất mẹ cách đây đúng một năm đã khiến Ngọc Sơn suy sụp tinh thần rất nhiều. Tròn một năm sau ngày thân mẫu qua đời, sau khi lo chu toàn chỗ đầu cho mẹ, Ngọc Sơn mới đây đã có hành động ý nghĩa khi cho ra mắt MV Mất Mẹ, sản phẩm đông đầy tình cảm thiêng liêng. Được biết, Mất Mẹ là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải, được chép út từ rất nhiều năm về trước, nhưng phải đến khi có duyên gặp gỡ danh ca Ngọc Sơn, được truyền cảm hứng, ca khúc này mới hoàn thành. Kể từ lần đầu xem qua phần lời bài hát cho đến khi thu âm, Ngọc Sơn đã thấm từng câu chữ. Mỗi khi cất tiếng hát, hình bóng người mẹ bóp bối như hiện về trong tâm trí anh khiến Ngọc Sơn nghẹn ngào. Có lẽ vì thế lúc ghi hình, ngay khi tiếng nhạc cất lên, Ngọc Sơn đã không kìm được nước mắt. Anh nhớ lại khoảng thời gian một năm trước, khi người mẹ thân yêu đột ngột rời xa trần thế, để lại trong anh một khoảng trống không thể lấp đầy. Là một người con đại hiếu, suốt hơn 50 năm có mẹ trên đời, Ngọc Sơn luôn chiều mẹ hết lòng. Những ngày cuối đời của bà, Ngọc Sơn đã làm hết sức để làm những điều mẹ thích. Mẹ cần gì hay muốn gì, Ngọc Sơn đều chiều lòng bà. Khi mẹ ra đi, Ngọc Sơn đã trang trọng để bức hình của mẹ và mình trong phòng khách như một lời tự nhủ rằng bà luôn bên anh, dõi theo anh mỗi ngày. Không còn mẹ, Ngọc Sơn toàn tâm toàn ý cho hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Anh hiến thân xác mình cho y học, biệt thự 400 tỷ được tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân nam danh ca không còn có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.